Và một lần nữa mình lại thấy một thanh niên kia gọi này. Đấy, mình đã quan sát được một thanh niên. À, là đi lấy VIP à. Đấy, chúng ta có chuẩn thanh niên này luôn này. Đúng là thanh niên này trước mình gặp. Và lần này lại gặp mặt nữa. Đúng là quá có duyên luôn. Ê yo. Và từ trước nhiều bạn bảo thanh niên này không phải là admin, bạn ạ. Chứ bạn bảo đây không phải là admin thật, đây là Fakia. Bởi vì là sao? Bởi vì là có khá nhiều điểm khác giữa admin thật. Đấy, chúng ta có cái sừng, các bạn bảo cái sừng này nó bé hơn, admin thật là cái sừng nó to. Và cái gì kiếm nữa, cái kiếm đáng lẽ ở đằng sau lưng cơ chứ không phải là ở treo ở hông như này đâu. Đấy thì ra là admin Fakia với cả tên có một chữ C thôi nhá. Đấy, đấy mình hỏi lại phát nữa. Admin Ryu. Hỏi phát lại xem nó có trả lời thế nào. Hello, I've been real. Yes. Hài vãi trưởng. Ok. Điều đúng là quá điều luôn này này, đúng là fake thực sự. Và nói chung là với cả cái tên nhá. Đây, tên có không? Yes này, tên này, đấy, không có cái chữ clay, phải có clay ở bên cạnh tên mới là admin Ryu. Đây là Fakia. Ai, nó phải như thế. Only one C is real này. Đấy, một cái chữ C là real. Sign free unit, what the heck? Oh no, this is not good. Anh điên scam mọi người ơi. Sign free unit, really? Mình hỏi thử phát xem nào. Really? Sign unit. Anh điên này, tôi chết tôi rồi. Ai tin là lập toang luôn. Yes này. Stop the cap. À, đầu, ok. Để xem nào, mình thử đó. Và các bạn thấy, khi mà mình search đây, đâu nhỉ? Thế này là, thế này không biết tên thân thật đâu. Là mình thử chuyết thử nhá. Chuyết thử như này nhá. Để trước thử xem có sign không. Theranthric đúng không? Theranthric. Wait what? Theranthric cơ mà. Sao lại tên gì đây? Tên Fakia thôi. Tên đây không phải tên Theranthric. Thì ra đây tên thật các bạn ạ. Đây có hai tên, một username và một nickname. Thế sao? Hai tên khác nhau nha. Tên Theranthric này chỉ là tên giả thôi. Rồi mình thử chết nào. Chết phát nha. Chết xem có sign unique không. Hello. Free sign. Hỏi phát free sign. Thật không? Are you sure about that? Are you sure about that? Yes à? Ok. Mình thử check một tí con gì nhỉ? I will sign your unit. Mình không tin được đâu. Mình check thử một con á. Thử con này gọi là bình thường con mythic rồi nhá. Con mythic rồi. Để check thử mythic. À tôi cho qubit nhỉ? Thử check qubit phát. Qubit. Ok. Sign please. Xem nào, nếu nó sign thật thì ok. Đó, thử con ra. Mình thử sign sign gì ta? Sign một con drill nào. Sign please. I only sign 2 units and more. Wait what? Chỉ sign, chỉ ký 2 unit trở lên nữa. Cái quái gì vậy? Hỏi chấm. Bro is capping. Stop the cap. Tôi cho 2 luôn, cho thêm một con gì, cho thêm 1 qubit luôn. Sign, ok, để xem nhá. Sign, ok. Yes, ok. thử xem một drill và 1 qubit camera. Xem còn sign không? Thế nào? Đâu rồi? Quá. Ok. Đâu rồi? Fake cái chạy rồi. Ủa kìa. Ở đâu rồi? Chạy đâu mọi người ơi? Ủa ông này cũng chạy nhanh thực sự luôn. Ông bị bắt rồi. À kìa. Vậy thử thanh niên chạy một đâu không biết này đấy. Ê đâu, bắt quả tàng nhá. Đâu rồi? Ai giờ chạy đâu đây? Ay yo stopping. Are you no match? Mọi người đuổi theo kìa. I'm all subscribed to you. Ôi con quái vật từ đây kìa vậy. Oh my god, what is happening, Brain? Hello. Wow, vào game rồi. What the heck? Điều rồi, thanh niên này bịp rồi. Càng ngày thực sự. Đâu. In my inventory, what is this? Trong tủ đồ. Give me sign it. Ai cần gì đây? Sao có ai cần gì kia? Ai cần gì đây? Đâu rồi? Mình không hiểu chuyện gì diễn ra, tự dưng nhảy vào đây xong rồi chạy đi đâu rồi đấy. Đây con của mình vừa chết mà. What the heck? Vừa trước xong ông này ông đặt luôn này. What the heck bro. Đến bắt đầu rồi, để mình tìm nhá. Mình phải tìm chứ cái này thì mất tiêu con drill. À đây. Thằng điên này chạy đi chơi ạ, vãi chưởng. À, hiểu kiểu gì. À, để chơi xong trận này để xem là có chết cho mình không, là để có chết lại cái con mình sai, nó phải xem có sai mình biết là ông ấy bị rồi, nhưng mà cứ test thử xem thế nào thôi cho mình toang rồi, toang rồi, bắt rồi. Nhưng mà để xem nhá. Xây mua unit ở shop khánh xì Roblox.vn. Mua unit on shop rất đấy. On shop khánh xì Roblox. Tại shop khánh xì rùm ốc chuẩn viên, shop khánh xì rùm ốc viết liền chứ nhá. Tất cả viết là shop khánh xì rùm ốc chuẩn viên là viết liền hết nhá, chứ không phải shop tách ra đấy đâu. À đây. Khi mình ấn vào đây, mình có thể xem được avatar. Đó, thì ra đây là Blackhawk Green Lancer này, Dominus này, Theranthric Merge này, có thể Toxic Dominus này. Chúng ta thấy được tất cả skin của thế này đây. Ok chưa? Thì ra bật mí được tất cả mọi thứ đây rồi. À, thì ra đây là Fakia Toxic Dominus. Khi mà vào cái profile thật của Theranthric thì thấy được đồ khác cơ, chứ không phải đồ này. Đó, thì ra đây là Fakia. Ok, pretty cool. Khá là hay nhỉ? Khá là hay. Khi mà có được ấn vào đây phát mình xem được tất cả luôn này. Tuyệt vời. Nhưng mà hóa ra đây không phải là hàng rim mọi người ạ, đây là hàng Fakia. Trời ơi. Đấy, khi mà các bạn ở trong server mà thấy thanh niên nào trông giống admin hay là giống một dev nào đó của game mà trông không real lắm ấy, trông hơi nhinh nhi thì hãy ấn vào profile này và xem được những cái avatar, những cái đồ của nó đấy, xong rồi so sánh với hàng real xem có chuẩn không. Thường thì những người mà gọi là những người dev hay là admin ấy, họ sẽ có những cái món đồ cực kỳ đắt, cực kỳ giá trị để phân biệt được với người giả người thật ấy. Bởi vì là những người Fakia thường thì họ sẽ không có những món đồ đắt tiền như vậy. Đấy, chỉ có đồ giống thôi. Đấy, so sánh được dễ dàng luôn. Hey yo, subscribe to Khánh's Vlog and Khánh's Vlog. Let's go, let's go. Ô, mình có bảo đấy nhỉ. Wait, mình có bảo đâu, mình có nói thế đâu nhỉ. Mình không biết sao biết kênh của mình là Khánh's Vlog ta. Wait a minute. Chắc là tập trước xem được video của mình rồi. Ra là vậy, chắc là chắc admin Fakia này xem được video của mình đấy. Chắc là vậy đấy, chắc là vậy. Chứ mình sao biết được kênh của mình. Chắc là hóa ra vẫn còn nhớ lần trước quay ạ. Ủa, admin ơi, admin ơi. Admin ơi. Admin ơi, sao lại toang này rồi admin ơi. Oh no, admin ơi, admin ơi. Admin không mang Santa. Admin không mang Santa luôn ạ. Tên chịu, admin đúng trận này không mang Santa, mang mỗi drill hay sao ấy. Chơi kiểu này, admin chơi kiểu này thì chịu luôn này. Admin AFK rồi, ok, very good, very good. Admin nhảy vào game AFK, ok, very good. Game này mà thắng được thì đúng là một phép màu. Ui, nó vào kìa. Ui, this is not good. Nó toang đâm hết luôn. Oh my god. Hello. Chịu. Ôi, chạy luôn rồi. What the hell. Và yeah, mình chờ 20 phút rồi mà không tới, thế nên quay lại biến mất luôn rồi. Ây da. Ai da. Và block mình luôn nữa chứ. Ok, bye. Không biết nói gì luôn.